Lê Phương khoe ảnh cưới với chồng trẻ, diễn viên và chú rể ca sĩ Trung Kiên diện trang phục cùng tông thể hiện tình cảm trước ống kính. Diễn viên chia sẻ ảnh cưới được chụp trong studio trước buổi tiệc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 8. Cô yêu thích sắc tím nên thuyết phục chú rể Trung Kiên chọn tông trang phục này. Người đẹp chỉ hé lộ vài bức ảnh, các bức còn lại dành để giới thiệu tại buổi tiệc. Cô dâu trang điểm theo phong cách truyền thống với màu mắt đậm, má hồng và tóc bới cao. Cô dâu thay váy ren trắng trong một khung ảnh, váy cưới do Hồ Thiên Tuấn thiết kế. Trước đó, cô dâu chú rể tổ chức lễ thành hôn tại Bình Thuận, quê nhà chú rể vào ngày 16 tháng 8. Cô dâu chú rể cũng diện áo dài cùng tông. Sau đó, Lê Phương chọn áo dài ren trắng để tiếp khách trong tiệc chiêu đãi ở nhà hàng. Chồng sắp cưới của diễn viên tên là Phạm Trung Kiên, sinh năm 1992. Anh từng học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình 2013. Hiện Trung Kiên là ca sĩ của đoàn nghệ thuật quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mối tình của họ từng gặp phải nhiều sự ngăn cản từ hai bên gia đình. Tuy nhiên, họ đã chứng minh được tình yêu chân thành và nhận được sự chúc phúc của mọi người. Gốc khuất phận làm dâu nhà giàu của mỹ nhân Việt. Tuy nhiên, đằng sau cánh cổng ngôi biệt thự xa hoa, cuộc sống những nàng dâu nhà giàu không hề rực một màu hồng như người ta vẫn nghĩ. Chiếc lồng son mang hình ngôi biệt thự, họ là những cô gái đẹp và nổi tiếng. Với từng ấy vốn liếng, họ hoàn toàn có thể chọn cho mình một nơi phù hợp để gửi gắm cuộc đời. Đã qua rồi cái thời túp lều tranh và trái tim vàng, nơi gửi gắm giấc mơ hạnh phúc của các chân dài ít nhất cũng phải là penthouse hay chung cư cao cấp, hoặc xa xôi hơn chút là biệt thự và lâu đài. Không hẹn, nhưng các chân dài đình đám của làng giải trí đều chọn cho mình bến đậu hao hao giống nhau. Chú rể nếu không phải là đại gia thì cũng là con cái của đại gia. Nơi xe hoa chở cô dâu về không phải là cổng biệt thự thì cũng phải là cao ốc. Và tất nhiên, chào đón cô dâu mới sẽ là chuỗi ngày tháng toàn một màu hồng, nơi những lo âu về bạc tiền vật chất luôn bị chặn lại từ ngoài cửa. Có điều giấc mơ màu hồng ấy hầu hết là chỉ nằm trong tưởng tượng của cô dâu trước khi cưới, hoặc những người hâm mộ lạc quan trẻ tuổi. Làm dâu nhà giàu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng và sung sướng như người ta từng tưởng tượng. Sự thật nghiệt ngã ấy vẫn cứ hiện diện mỗi ngày đối với các cô dâu trong hay ngoài showbiz Việt. Những người giàu có thể xếp hạng đại gia vốn không nhiều, và phần lớn họ đều không hề dựa vào mỗi may mắn để bước tới vị trí ngày hôm nay. Họ đều là những con người ghê gớm trên thương trường, sở hữu đầu óc sắc bén và tỉnh táo, luôn nắm bắt được cơ hội và quyết đoán khi xử lý mọi chuyện. Đa phần, họ luôn là người cứng đầu, người lãnh đạo tại bất cứ nơi đâu, dù là trong công ty, tập đoàn hay bữa cơm nhà. Những nàng dâu nổi tiếng và phận con dâu của đại gia. Câu chuyện đẫm nước mắt của MC Quỳnh Chi đang là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Khi cô bước chân lên chiếc Rolls Royce bóng loáng về biệt thự của gia đình đại gia thủy sản, rất nhiều người đã thầm nghĩ cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới, đầy hạnh phúc và sung sướng. Nhưng cũng không ít người thở dài khi nghĩ về điều ngược lại rất có thể sẽ xảy ra. Bà mẹ chồng có cả cuộc đời lăn lộn thị trường thủy sản, tạo nên cơ nghiệp khổng lồ bằng bàn tay trắng. Sự ghê gớm cũng như bản lĩnh trên cả đàn ông của nữ đại gia Diệu Hiền, từng nổi đình đám trong giới doanh nhân miền Tây, chứ không phải nhờ cô con dâu nổi tiếng bà mới được nhiều người biết tới. Chẳng cần nghĩ quá nhiều, những người hiểu chuyện cũng lờ mờ đoán ra được phần nào cuộc sống của cô con dâu nặng lòng với nghề sân khấu. Có điều khi tới tận khi Quỳnh Chi lên tiếng về những năm tháng làm dâu nhà giàu, người ta mới ngã ngửa trước cuộc sống thật của cô nàng hot girl xinh đẹp. Những con chữ trong bài phỏng vấn kiềm chế và khá nhẹ nhàng, nhưng người đọc vẫn cảm thấy sự tù túng và ngột ngạt không sao giấu giếm trong tâm trạng của Quỳnh Chi. Từ sự độc đoán của bà mẹ gia trưởng hơn cả một ông chồng thời phong kiến, cho tới sự tự do nằm trong khuôn viên căn biệt thự, thậm chí quyền làm mẹ thiêng liêng cũng phải nhường chỗ cho thứ quyền lực tối thượng của người nắm trong tay sức mạnh đồng tiền. Tất cả đang tô vẽ lên một bức tranh toàn một màu đen tối trong suốt 3 năm sống trong nhung lụa. Phần nổi của những tảng băng chìm. Nhưng với những người thân thiết với Quỳnh Chi, họ hiểu rằng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Quỳnh Chi có thể bức xúc, có thể muốn giải tỏa hết mọi ấm ức trong lòng, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để không thể đem tất cả những chuyện trong nhà ra trước đám đông dư luận. Vẫn còn những câu chuyện cô đang giấu kín, bởi dù nó không còn điều gì bí mật trong showbiz vốn chật hẹp này, nhưng vẫn cần phải được bảo vệ bởi rất nhiều những lý do, trong đó có cả vì đứa con trai bé bỏng của cô. Quỳnh Chi không phải là nàng dâu duy nhất chịu cảnh nuốt nước mắt ở nhà lầu biệt thự. Ở trong showbiz Việt đã có hàng tá chân dài buộc phải chọn cách giải thoát cho chính mình.
khỏi chiếc lồng son tù túng ấy, không khó khăn để gọi tên những chân dài nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại kém hạnh phúc ấy, dù rằng trong ngày cưới, họ từng được biết bao ánh mắt dõi theo ngưỡng mộ, thần tượng và ganh tị. Có điều rất ít người chọn cách nói thẳng, nói thật mọi điều giống như Quỳnh Chi. Từ nàng chim công làng múa Linh Nga đến nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, hay xa xôi hơn là hoa hậu Phan Thu Ngân, tất cả họ đều đã từng bước qua con đường mà Quỳnh Chi chọn lựa và bước vào. Những cuộc ra đi lặng lẽ và bí mật, nếu hạnh phúc có thể đong đếm bằng tiền bạc, họ sẽ là những người vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc, nó chỉ là một phần rất nhỏ tạo nên niềm vui, sự thỏa nguyện cho cuộc sống người phụ nữ mà thôi. Những cuộc hôn nhân trong mơ ấy cứ lần lượt đổ vỡ theo nhiều cách khác nhau, và những nàng dâu nhà giàu ấy cứ lặng lẽ rời bỏ chiếc lồng son của thuở nào theo cách im lặng nhất. Vô số những lời đồn đại luôn bao quanh cuộc sống riêng tư của các nàng dâu nổi tiếng. Từ chuyện lấy nhầm chồng thuộc phái chị em, cho tới chuyện cam chịu cảnh chồng chung, hay tệ hại hơn là đứng lang quân, danh giá giàu có kia, dạy dỗ bằng nắm đấm, mọi đồn đại ấy cứ phủ bóng đen mờ xuống những cuộc hôn nhân lấp lánh. Không ai biết những tin đồn ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng những cách các nàng dâu nổi tiếng lần lượt chọn cuộc sống tự do cho riêng mình khi chạy trốn hôn nhân, người ta có thể lờ mờ hiểu rằng chúng không phải hoàn toàn là những điều bịa đặt. Có điều, rất ít người chọn lựa cách mạnh mẽ phản ứng lại như Quỳnh Chi. Họa hoàng lắm, người ta mới thấy cô MC xinh đẹp Vân Hugo ẩn ý đôi chút về lý do chia tay, sống để già chết mang đi. Còn lại hầu hết các nàng dâu nhà giàu đều chọn cho mình cách ra đi lặng lẽ, thậm chí không hé răng và chia sẻ nỗi lời về cuộc sống trong chiếc lồng son mình từng có. Linh Nga, Hà Hồ, Phan Thu Ngân hay nhiều người đẹp khác đều không bao giờ tâm sự chuyện riêng tư trong quá khứ, nhất là những câu chuyện cuộc hôn nhân lấp lánh ánh kim tiền. Có thể họ muốn giữ lại điều gì đó tốt đẹp đối với những người một thời từng là gia đình của chính mình, nhưng cũng có thể có nhiều lý do khác khiến họ phải giữ lặng im. Dẫu sao thì đối với một người phụ nữ, chuyện quan trọng nhất không phải là ăn thua hay chiến thắng bằng mọi giá, mà là biết cách để cuộc sống của mình bình an và ấm êm nhất khi còn có thể. Không tốt số như Cẩm Ly và Hà Phương, cuộc đời Minh Tuyết chứng minh cho chân lý, phụ nữ phải nghị lực mới khổ tận cam lai. Công chúng Việt đã quá quen thuộc với hình ảnh và tên tuổi của ba chị em, vừa xinh đẹp lại vừa tài năng, Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương. Nhiều người còn gọi vui, gia đình của ba chị em đình đám này là nhà có ba nàng tiên. Quả thật, số phận đã rất ưu ái cho ba người phụ nữ này, sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc, nhất là khi cả ba đều lấy được những người chồng tốt, cực giàu có và yêu thương vợ hết lòng. Song trong ba chị em, người ta thường tỏ ra tiếc nuối cho chị Minh Tuyết nhất, vì thấy rằng chị ấy kém nổi bật hơn chị và em gái của mình. Đúng thật là trong ba chị em, Minh Tuyết là người có số phận nhiều chung chuyên nhất. Trước khi đạt được hạnh phúc viên mãn bên người chồng giàu có và yêu thương mình hết mực, thì chị ấy đã phải bươn chải rất nhiều, một mình nỗ lực bước từng bước chập chững để tạo dựng sự nghiệp ở nơi xứ người. Chị Minh Tuyết là minh chứng cho việc phụ nữ phải thật mạnh mẽ và nghị lực mới có thể cải hoán số mệnh, mới có thể khổ tận cam lai. Hành trình một mình phấn đấu nơi xứ người không phải đến khi sang hải ngoại, chị Minh Tuyết mới bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, chị đã khởi nghiệp rất sớm khi còn ở Việt Nam bằng việc lập cặp đôi song ca với chị gái Cẩm Ly. Thế nhưng vào năm 1997, chị đưa ra một quyết định khá liều lĩnh là sang Mỹ lập nghiệp, bắt đầu một hành trình gian khó để đạt đến thành công như hiện tại, trở thành nữ ca sĩ hải ngoại hàng đầu với mức giá cachet cao ngất ngưỡng. Hành trình đó là cả chặng đường vượt qua nỗi cô đơn trống vắng bằng sự nỗ lực không ngừng. Đây cũng là chặng đường thấm đẫm nước mắt của người ra đi lẫn người ở lại. Đã có những lúc vì cực khổ quá mà chị Minh Tuyết muốn buông xuôi tất cả, muốn quay trở về với quê hương và gia đình, nhưng rồi chị lại tự trấn an bản thân mình là con đường mình đi là do mình chọn, chắc chắn không bao giờ gục ngã. Hồi tưởng lại những ngày đã qua, chị trải lòng: tôi sang Mỹ năm 1997 sau nhiều đấu tranh tâm lý. Gia đình dù khuyên răng, can ngăn nhưng cũng để thấy. Và như thế, tôi cứ đi và để lại nhiều nước mắt cho bố mẹ, chị em và cả sự tiếc nuối của khán giả. Họ nghĩ rằng nếu tôi ở lại chắc chắn sẽ sớm thành công. Có lẽ bản tính dứt khoát, kiên quyết từ nhỏ nên tôi đã nói nhất định phải làm cho bằng được. Để rồi quyết định có phần liều lĩnh đó đã khiến chị nếm trải đủ cực nhọc của cuộc sống tự lực cánh sinh. Không có người thân bên cạnh, hiển nhiên những ngày tháng đầu tiên trên xứ người
Tôi bắt đầu bằng việc tá túc nhờ gia đình, một người bạn thân từ thời học cấp 3 ở San Diego. Sau gần nửa năm, tôi chuyển lên California, vừa đi học cũng như tìm kiếm cơ hội tại các trung tâm ca nhạc. Dù biết khó khăn và thử thách đang chờ mình trước mắt, nhưng vì muốn tiện bề sinh hoạt cũng như có đôi chút ngại ngùng khi phải làm phiền gia đình người bạn quá lâu, tôi quyết định nói lời tạm biệt. Cuộc sống ra riêng lúc này được gói gọn trong một căn phòng nhỏ, thuê chung với một người khác để có thể giảm bớt tiền vào mỗi tháng. Thỉnh thoảng tôi lại phải cuốn gói chuyển sang nơi khác. Lúc đó tôi xác định, dù từng sinh hoạt trong nước nhưng khi xuất ngoại, mình cũng chỉ là người xa lạ nên mọi thứ gần như phải làm lại từ đầu. Chị vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nặng nề, áp lực, căng thẳng và mệt mỏi mà mình phải trải qua, như cảm giác của một đứa trẻ bỗng dưng bị đẩy xa vòng tay của người thân thương. Thậm chí chị đã từng khóc rất nhiều khi cô đơn, vất vả mà không có người tâm sự sẻ chia, lúc nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Sợ mẹ biết được hoàn cảnh của chị sẽ lo lắng không yên, chị luôn nói dối là con ổn, cuộc sống rất thoải mái. Thế nhưng làm sao mà mẹ chị lại không biết là chị cực khổ nhường nào. Những năm chị bươn chải khổ sở nơi xứ người cũng là ngần ấy thời gian mẹ chị khóc hết nước mắt. Chị kể thời điểm này gia đình không khá giả nên tôi phải đi làm để lo tiền học, ăn ở chứ không dám xin bố mẹ. Nếu mở lời chắc chắn họ phải vay tiền, nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi ra đi là con đường mình lựa chọn chứ không phải bị ép. Lần đầu kiếm được tiền, tôi gửi về 100 đô nhưng bố mẹ giữ mãi không dám tiêu. Nhưng cũng nhờ những thời khắc này, tôi mới dần thấm thía câu đi một ngày đàn học một sàng khôn. Mạnh mẽ dường ấy, nhưng có những lúc chị cũng nản chí, nhất là khi thấy chị em mình và đồng nghiệp ở quê nhà gặt hái được nhiều thành công. Có lúc tôi nản chí, nhất là thời điểm chương trình Làn Sóng Xanh xuất hiện, nhìn thấy chị Cẩm Ly, anh Lam Trường, Phương Thanh, những người cùng thời được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trong khi tôi vẫn chưa làm được gì, tôi đắn đo rồi suy nghĩ có nên trở về, nhưng lại tự trấn an mình. Con đường mình đi là do mình chọn, cực khổ là vậy. Thế nhưng giờ đây, nhìn lại chị chưa bao giờ hối tiếc về quyết định ngày đó của mình. Mối tình định mệnh nơi đất khách quê người, nếu không có quyết định đó, chị hẳn đã không gặp được người đàn ông của đời mình, người chồng và cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời chị, doanh nhân Diệp Khay. Chính trong những ngày tháng gian khổ ấy, chị đã gặp gỡ chồng tương lai. Cả hai đã cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và đi đến sự thấu hiểu lẫn nhau. Kể về người bạn đời tuyệt vời của mình, giọng chị đong đầy hạnh phúc. Những ngày đầu tiên tôi rất cô đơn và đơn độc, gần như không biết gì, nên luôn cần một người có thể hỗ trợ về tinh thần cũng như hướng dẫn đường đi nước bước. Khi gặp anh Diệp Khay, chúng tôi bắt đầu chia sẻ cọt bùi, những buồn vui trong cuộc sống cũng như từng bước gây dựng sự nghiệp. Tôi và anh ấy quen, lấy nhau đã 16 năm trước. Từ những ngày đầu tôi sang Mỹ lập nghiệp, anh ấy là bạn của một người chị mà tôi từng ở chung phòng, là người đầu tiên tôi yêu tại xứ người và có lẽ cũng là người duy nhất. Sau khi gia đình hai bên gặp nhau, chúng tôi làm buổi lễ nho nhỏ và chính thức là vợ chồng. Nhưng vì lúc đó tôi vẫn là ca sĩ mới nên không dám làm điều gì đó quá linh đình. Đám cưới vào năm 2013 chỉ là để thông báo với bạn bè và người hâm mộ. Chị Minh Tuyết tâm sự rằng chính nhờ sự ủng hộ của chồng mà chị mới có thể đạt đến những thành công trong sự nghiệp như ngày hôm nay. Chị cũng khẳng định rằng chị không yêu anh vì tiền hay vì sự thành đạt của anh. Chồng là người có tâm tốt, yêu thương và hy sinh cho tôi rất nhiều. Nếu không có sự ủng hộ của ông xã, sự nghiệp của tôi cũng đã gãy cánh từ lâu. Tôi hay đi diễn vào dịp lễ, lại có nhiều fan nam, họ đến ôm hôn và có nhiều cử chỉ tình cảm. Nếu không hiểu thì làm sao chịu nổi. Hai vợ chồng sống dựa trên niềm tin, nếu không phải của mình thì cố gắng níu giữ họ cũng sẽ ra đi mà thôi. Nếu muốn ngoại tình, người đàn ông cũng chỉ cần một giờ cũng có thể làm. Ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, họ cũng có thể liếc mắt với người con gái khác. Tiền có xây thành núi cũng có sẽ có ngày ăn hết. Nhưng nếu có người thương mình thật lòng, sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Phụ nữ chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì thường đổ lỗi hay cảm thấy tiếc nuối về những quyết định trong quá khứ. Thế nhưng, để có thể khổ tận cam lai, phụ nữ cần phải hiểu rằng số mệnh đã sắp đặt cho chúng ta con đường. Nhưng đi như thế nào là do bản thân chúng ta. Chỉ có kiên trì, nỗ lực và tin tưởng mới giúp chúng ta có được hạnh phúc.